Các bạn đang nghe chuyện tại thư viện sách nói miễn phí. Chuyện đọc việt.com. Sau đây là bộ truyện Thần Đạo Đan Tôn. Tập 189. Thần Đạo Đan Tôn chương 1886, học luyện đan cùng lão phu. Sau khi Lăng Hàn đánh thoải mái, cũng thu hồi nắm đấm. Kỳ thực Bắc Huyền Minh cũng không có bị trọng thương, hắn bò dậy, vẻ mặt tái nhợt, thực sự không còn mặt mũi nào gặp người khác nữa. Siêu. Đúng lúc này, chỉ thấy một đạo thân ảnh bay vút tới, chính là một lão giả có mái tóc màu trắng. Ồ, tiểu tử ngươi ở đây sao? Đó chính là Hướng Nghiêm, vẻ mặt hắn kích động nhìn chằm chằm vào Lăng Hàn. Ồ, huynh muội Phó gia đều kinh ngạc nhìn qua Lăng Hàn, không phải chứ? Tiểu tử này có quan hệ với Nghiêm lão đầu sao? Phải biết rằng Hướng Nghiêm là một trong những tài nguyên trọng yếu của Phó gia. Tại Tiên vực, đan sự thuộc quần thể vô cùng siêu nhiên, đan sư tiên cấp ít tới thương cảm. Mỗi một vị đều là đối tượng được vô số thế lực lớn mời chào, cho dù trả một cái giá lớn cũng không tiếc. Không có biện pháp, thế lực lớn, các tiểu thế lực luôn xảy ra chiến tranh, thi thoảng có người bị trọng thương, vẫn lạc. Nếu như có một vị đan sư cao cấp, như vậy có thể khiến cho xác suất sinh tồn tăng lên rất lớn. Hướng Nghiêm chính là đan sư tam tinh nhà. Tại Tiên vực, đan sư tổng cộng chia làm 5 đẳng cấp, nhất tinh tương đương với chảm trần, nhị tinh tương đương với phân hồn, tam tinh tự nhiên tương đương với tiên phủ. Lúc trước Phó gia có thể mời chào Hướng Nghiêm là bởi vì lão tổ Phó gia trước đó đã từng cứu Hướng Nghiêm một mạng. Về sau Tư Đồ Đường lựa chọn gia nhập Phó gia làm đan sư chuyên chức, mà Hướng Nghiêm khi đó vẫn là bằng hữu tốt của Tư Đồ Đường, cho nên cũng đi tới. Tuy rằng hiện tại Tư Đồ Đường và Hướng Nghiêm cãi nhau tới trở mặt, nhưng mà Hướng Nghiêm cũng không có rời đi. Bất quá Phó gia vẫn tương đối để ý, bởi vì thế lực tam tinh khác cũng đang âm thầm tiếp xúc với Hướng Nghiêm. Một vị đan sư cao cấp tương đương với 10 tên cường giả cùng đẳng cấp A, Phó gia đương nhiên không có khả năng để cho Hướng Nghiêm chạy đi, bởi vậy từ trên xuống dưới đều vô cùng cung kính với Hướng Nghiêm. Chẳng lẽ Lăng Hàn đắc tội với Hướng Nghiêm? À, chuyện này không thể được, nếu như Hướng Nghiêm cố ý muốn đối phó với Lăng Hàn, như vậy lão tổ Phó gia cũng có thể tự mình ra tay. Đan sư cao cấp vốn có tư cách nghiêu bức như vậy. Bắc Huyền Minh thì cười lạnh, tiểu tử này hóa ra lại đắc tội với một đan sư cao cấp. Ha ha, phải biết rằng, Thái Âm giáo muốn thông gia với Phó gia, có một bộ phận nguyên nhân là bởi vì có suy nghĩ với hai vị đan sư tam tinh này. Nếu như Hướng Nghiêm vì vậy mà không còn thiện cảm với Phó gia, hắn có thể thừa cơ thu người, làm lớn mạnh thực lực của Thái Âm giáo. Nghiêm lão, không có gì chứ. Phó Cao Vân không thể không cẩn thận hỏi thăm. Trước mặt vị đan sư cao cấp này, quả thực hắn không dám bày ra giá đỡ người thừa kế Phó gia. Thậm chí ngay cả khi hắn trở thành gia chủ Phó gia, vậy thì cũng phải khách khí với Hướng Nghiêm. Hướng Nghiêm quay đầu lại, hung hăng trừng mắt nhìn hắn, chòm râu cũng vểnh lên, vỗ vào đầu Phó Cao Vân một cái. Không có gì. Không có gì sao? Không ngờ ngươi dám xem nhẹ tâm huyết cả đời lão phu. Phong Hỏa Cửu Vân Đan A, được hắn ký thác bao nhiêu tâm huyết, lại còn nói có gì không, tức chết hắn. Ồ, nghiêm trọng như vậy sao? Phó Cao Vân không dám trốn, đành phải đứng tại chỗ chịu trận. Bất quá Hướng Nghiêm cũng không ra tay nặng, hắn chỉ đành dùng vẻ mặt vô cùng ai oán nhìn qua Lăng Hàn. Rốt cuộc ngươi đã gây ra họa tới cỡ nào a? Ngươi nói ngươi mới tới đây bao lâu, không phải đã đắc tội với người không nên đắc tội nhất đó chứ? Ngươi bảo ta nên nói với ngươi như thế nào đây? Hắn khẽ cắn môi, nói, Lăng Hàn, còn không mau nhận lỗi. Hắn chớp chớp mắt với Lăng Hàn, ý bảo là tranh thủ chịu tội với vị đại đan sư này. Tốt nhất là đối phương bỏ qua mới tốt, chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không có. Bắc Huyền Minh nghe xong lập tức cười lạnh. Nực cười, hắn làm sao có thể khiến cho chuyện này được hóa giải một cách đơn giản được. Hắn không đối phó được Lăng Hàn, vậy thì mượn tay Phó ra diệt trừ Lăng Hàn. Hắc hắc, ngươi ngàn vạn lần không nên đắc tội với một vị đan sư nha, hơn nữa lại là cấp bậc tam tinh. Thế nhưng cũng có thể nói, chỉ cần Hướng Nghiêm gia nhập Thái Âm giáo, giáo chủ Thái Âm giáo thậm chí có thể phế bỏ vị thánh tử như hắn. Đơn là vì đan sư có quyền ngưu bức như vậy. Phó huynh, ngươi nói vậy không đúng rồi. Đan sư là tồn tại siêu nhiên bực nào chứ? Người này đắc tội với Nghiêm lão, há có thể nhận tội là xong.
hắn cười lạnh liên tục. Ác đồ như vậy nếu không nghiêm trị, không phải là khiêu khích nghiêm trọng với quần thể đan sư sao? Phó Cao Vân hung hăng nhìn hắn một cái, hắn chỉ cảm thấy tiểu tử này quá đáng giận. Bản thân không có bổn sự, không đánh lại người ta, không ngờ lại dùng phương thức như vậy trả thù, thực sự là uổng phí là một vương giả à. Phó Hiểu Vân cũng có chút xem thường, nàng có thể tiếp nhận nam nhân mình chiến bại, nhưng mà tuyệt đối không tiếp nhận loại tâm tính đã thua không chấp nhận này. Bắc Huyền Minh khẽ cắn môi, hắn bất chấp, không giết chết Lăng Hàn, hắn còn mặt mũi nào gặp người nữa. Đám danh con các ngươi đang nói bậy bạ gì đó. Hướng Nghiêm không kiên nhẫn nói, đám tiểu tử này không thể để cho hắn nói hết lời hay sao? Nghiêm lão, Phó Cao Vân và Bắc Huyền Minh cùng cung kính cúi đầu. Không có biện pháp, một vị đan sư mở miệng, đừng nói là những tiểu bối như bọn hắn, ngay cả cường giả tiên phủ cũng phải bán mặt mũi. Chỉ là Phó Cao Vân cười khổ, Bắc Huyền Minh thì ra vẻ âm mưu đã được thực hiện. Lăng tiểu tử, có hứng thú học luyện đan với lão phu hay không? Hướng Nghiêm thấy mọi người yên tĩnh lại, cuối cùng hắn mới tủm tỉm cười, mở miệng nói. Ta ngất. Lập tức, Phó Cao Vân, Bắc Huyền Minh, Trưởng Tôn Lương, đám người này đều cảm thấy trong đầu chấn động, thiếu chút nữa đặt mông ngồi dưới đất. Ta nghe nhầm sao? Hướng Nghiêm không ngờ lại hỏi Lăng Hàn có hứng thú học luyện đan hay không? Đây rõ ràng là muốn thu Lăng Hàn làm đồ đệ a. Đan sư vô cùng cao ngạo, bởi vì trước nay chỉ có người khác cầu bọn hắn. Hơn nữa nếu như muốn làm đan sư, yêu cầu cũng vô cùng hà khắc, bởi vậy số lượng mới cực ít. Như vậy càng làm tăng tầm quan trọng của bọn họ thêm một bước, tiên nhân thọ nguyên vô hạn, như Phó Cao Vân, Bắc Huyền Minh nhất định còn có đọc lướt qua những thứ khác ngoài võ học. Ví dụ như âm luật, kỳ thực thứ bọn hắn thích nhất vẫn là thân phận kiêm đan sư, như vậy quá mức châu bò à. Các bạn đang nghe chuyện Thần Đạo Đan Tôn tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Thần Đạo Đan Tôn chương 1887, học luyện tiên đan thượng. Vấn đề là không phải ngươi muốn là có thể. Hiện tại cơ hội được bọn họ tha thiết mơ ước lại hiện lên trước mắt Lăng Hàn. Ngay cả Phó Cao Vân cũng ghen ghét Lăng Hàn, không biết hắn đã cầu Hướng Nghiêm bao nhiêu lần, dường như người ta mỗi lần đều ra vẻ ái ngại. Phất phất tay áo ý bảo hắn xéo đi. Bắc Huyền Minh thì mặt xanh lại, hóa ra hắn cố gắng cả buổi, cuối cùng chẳng khác nào thằng hề nhảy nhót. Người ta không phải muốn nghiêm trị Lăng Hàn mà là muốn thu đối phương làm đồ đệ. Ta phi. Lăng Hàn ngẫm lại một chút rồi nói, không cần, ta chí tại võ đạo. Nghe được lời cự tuyệt của Lăng Hàn, mọi người cùng nhau hóa đá. Cơ duyên lớn như vậy không ngờ ngươi lại cự tuyệt một cách đơn giản như vậy. Chuyện này, người so với người giận điên người a. Hướng Nghiêm cũng có chút giận dữ, nói, võ đạo có gì tốt? Chỉ cần tiến tới chảm trần thọ nguyên đã vô hạn. Lại nói, chỉ cần ngươi có thành tựu kiệt xuất trên phương diện đan đạo, như vậy có thể lấy đan nhập đạo, tiến vào tiên vương chi cảnh vô thượng a. Hắc có chút đắc ý. Ví dụ như lão phu vậy, sau khi chảm trần không có một ngày nào tu luyện võ đạo, mỗi ngày đều luyện đan. Ngươi xem, bất quá chỉ có hơn 200 ức năm lão phu đã là thiên hồn cấp rồi. Hơn 200 ức năm là thiên hồn cấp. Lăng Hàn lắc đầu, hắn thân mang hắc tháp, rất có khả năng bị cường giả vô thượng nhìn chằm chằm vào, nào có nhiều thời gian để cho hắn thong dong tu luyện như vậy. Hơn nữa hắn còn muốn đi tìm lão bà, hai tử, nào có thể ở lại chỗ này chứ? Không muốn, hắn nói. Hướng Nghiêm lúc này quả thực muốn vặn cổ Lăng Hàn, muốn làm cho đối phương gật đầu đồng ý. Đây là bảo ngươi làm đan sư nha, thế nhưng sao ngươi lại ra vẻ chán ghét như vậy? Phải biết rằng chỉ cần hắn thả một câu ra ngoài, nói muốn thu học đồ, cam đoan thánh tử thánh nữ đại giáo, người thừa kế hào phú đỉnh cấp đều xếp hàng chờ hắn chọn lựa. Hiện tại hắn chủ động mở miệng, thế nhưng sau khi Lăng Hàn cự tuyệt lần đầu lại cự tuyệt lần hai. Đầu của tiểu tử ngươi nghĩ đi đâu vậy, có biết suy nghĩ hay không? Hướng Nghiêm phát điên, Phó Cao Vân thì ai oán. Hắn nhớ lúc trước ba phen mấy bận cầu Hướng Nghiêm thu mình làm đồ đệ, thế nhưng đối phương lại ra vẻ xa cách. Bây giờ Lăng Hàn không đồng ý, Hướng Nghiêm lại còn chưa từ bỏ ý định. So chuyện trước lại tới chuyện này, hắn có cảm giác muốn khóc. Lão phu mặc kệ, ngươi ở trên phương diện hỏa hệ nắm giữ cao như vậy, không làm đan sư thực sự quá lãng phí.
Hướng Nghiêm lắc đầu, dù thế nào hắn cũng không thể buông tha một thiên tài đan đạo như vậy. Lăng Hàn cười cười, nói, như vậy đi, ta cũng đang muốn đi Phó gia. Về sau ngoài tu luyện ra, ta sẽ thỉnh giáo Hướng tiền bối một chút. Cái này, rõ ràng được một vị đan sư yêu ái, không ngờ ngươi lại còn cò kè mặc cả, ra vẻ cố gắng lắm. Như vậy sao? Trang bức cũng vừa thôi chứ, không sợ thiên lôi đánh xuống sao? Bất quá Phó Cao Vân và Phó Hiểu Vân lại vô cùng vui vẻ, bởi vì Hướng Nghiêm vô cùng coi trọng Lăng Hàn. Như vậy chỉ cần để cho Lăng Hàn ở lại Phó gia, khả năng Hướng Nghiêm rời đi vô cùng nhỏ. Hướng Nghiêm lại khuyên vài câu, cuối cùng bất đắc dĩ đồng ý. Hắn nhìn Bắc Huyền Minh, nộ khí trong lòng lập tức có mục tiêu phát tác. Một tay nắm lấy Bắc Huyền Minh, không ngừng dùng nắm tay nện qua. Ai bảo tiểu tử này nói chuyện linh tinh. Bắc Huyền Minh phiền muộn vô cùng, thế nhưng cũng chỉ có thể chờ bị đánh. Đừng nói là thực lực bản thân hắn còn xa không bằng Hướng Nghiêm. Cho dù cùng đẳng cấp, thậm chí là vượt qua, hắn cũng không dám phản kháng a. Đây chính là một vị đa sư tam tinh. Hắn tức giận tới mức thổ huyết, hôm nay quả thực là bị nhục tám đời. Trước đó bị Lăng Hàn đánh một chầu cho đã tay, kế tiếp lại là một vị đan sư tam tinh. Mà chuyện này nếu như bị Thái Âm giáo chủ biết rõ, đoán chừng sẽ lại đánh hắn một trận. Không ngờ lại dám đắc tội với một đan sư tam tinh, muốn gây phiền toái cho Thái Âm giáo sao. Sau khi Hướng Nghiêm hả giận, lúc này mới nghênh ngang rời đi. Trước khi đi còn nhiều lần dặn dò Lăng Hàn, có thời gian rảnh nhất định phải tới chỗ của hắn. Lăng huynh, ta phục rồi. Phó Cao Vân giơ ngón tay cái với Lăng Hàn, chảm chân cảnh dám tự cao tự đại trước mặt một vị đan sư tam tinh, đoán chừng cũng chỉ có một mình Lăng Hàn mà thôi. Bắc Huyền Minh thì hừ một tiếng, quay đầu rời đi, hắn thực sự không còn mặt mũi gặp người nữa. Thoải mái, Phó Cao Vân nhìn bóng lưng Bắc Huyền Minh rời đi, nhịn không được xoa xoa tay. Tên này vừa nhìn đã thấy chán ghét, Lăng huynh đệ, hay là tới làm muội phu ta đi. Phía trước, Bắc Huyền Minh lảo đảo, sau đó thân thể như bay, lập tức biến mất trước mặt mọi người. Ca ca, Phó Hiểu Vân có chút xấu hổ. Phó Cao Vân không cho là đúng nói. Muội nhìn huynh đệ ta mà xem, bản thân là nhân tài nhất đẳng không tính, thiên phú võ đạo kinh người, càng được Nghiêm lão yêu ái. Nam nhân tốt như vậy muội đi đâu tìm chứ? Lăng Hàn cười ha hả nói, đáng tiếc, đáng tiếc, đáng tiếc, nam nhân tốt như vậy đã có chủ. Hắn ôm ấp nữ hoàng và thiên phượng thần nữ, ý bảo mình đã cảm thấy mỹ mãn. Ngừng, nam nhân ba vợ bốn nàng hầu, đây là chuyện rất bình thường. Phó Cao Vân còn chưa từ bỏ ý định. Sắc mặt Lăng Hàn có chút cổ quái, tính cả hỗ nữ thì hắn có tám hồng nhan, danh ngạch ba vợ bốn nàng hầu dường như không đủ nha. Đi, đi uống rượu. Hắn đổi chủ đề, uống rượu, uống rượu. Quả nhiên nhắc tới uống rượu, Phó Cao Vân lập tức quên đi việc này. Hắn còn có một nhiệm vụ gian khổ nữa, đó là tăng lên cảnh giới âm luật của Lăng Hàn A, gọi tắt là âm sắc. Nhân phẩm của Lăng Hàn trước mắt không thể chê được, chỉ là phương diện âm sắc thực sự quá kém. Hai đại nam nhân đi uống rượu, Phó Hiểu Vân và Nữ Hoàng, Thiên Phượng Thần Nữ đương nhiên cũng có chủ đề của nữ nhân. Lăng Hàn và Phó Cao Vân uống rượu tới sáng ngày thứ hai mới chấm dứt. Ngay sau đó Phó Cao Vân bi ai phát hiện ra, khúc liên hoa lạc kia không ngờ lại khắc vào trong óc hắn, vừa mới sờ tới đàn đã lập tức bắn ra. Xong rồi, âm sắc của Lăng Hàn không có tăng lên được, ngược lại âm sắc của hắn còn rớt xuống ngàn trượng. Lần này Phó gia mời chào không ít thiên kiêu. Đều là vương giả trẻ tuổi, trảm đạo hoàn mỹ. Khảo thí nhỏ trước đó kỳ thực cũng không có ý nghĩa mang tính quyết định, chỉ là muốn cho những vương giả này không nên quá mức kiêu ngạo, giao ai phủ đầu cho bọn hắn mà thôi. Các bạn đang nghe chuyện Thần Đạo Đan Tôn tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Thần Đạo Đan Tôn chương 1888, học luyện tiên đan hạ. Chuyện này quả thực rất có hiệu quả. Những vương giả này đều thu liễm ngạo khí. Biết rõ thiên tài như bọn hắn còn chưa có tư cách sĩ diện trước mặt Phó gia. Lăng Hàn mời Phó Cao Vân hỗ trợ, mua cho hắn một lượng lớn thần thiết nhị thập tinh. Hắn muốn đưa tiên ma kiếm lên cấp độ tiên kim. Cho dù không đạt tới cấp bậc tiên kim thì cũng phải đề thăng tới trình độ nhất định, nhị tinh chuẩn tiêm kim A. Tiên vực tuyệt đối không thiếu thần thiết nhị thập giai.
Bất quá muốn thì cần phải có một lượng lớn linh thạch để mua. Tuy rằng Lăng Hàn kiếm được không ít, cũng cướp được không ít. Nhưng mà muốn đem tiên ma kiếm chuyển thành tiên khí, số lượng này chỉ như muốn bỏ biển mà thôi. Bởi vậy hắn nhanh chóng đi tìm Hướng Nghiêm, lĩnh giáo đối phương một chút, làm thế nào để luyện chế tiên đan. Về sau hắn có thể tự mình kiếm tiền. Hướng Nghiêm tràn ngập chờ mong với hắn, còn sợ hắn không tìm tới. Cho nên chỉ cần Lăng Hàn hỏi, hắn sẽ trả lời, không có chút giấu giếm nào. Sau khi trở về, Lăng Hàn lại tìm hiểu dưới gốc luân hồi thụ một phen. Dù là như vậy cũng phải tới một tháng sau hắn mới bắt đầu luyện chế tiên đan trụ cột nhất, kết quả không có gì ngoài ý muốn, bạo lô. Chuyện này khiến cho Hướng Nghiêm cũng bị dọa kêu to một tiếng. Tiểu tử nhà ngươi quả thực không phải là người. Lão đầu này kinh hô. Tuy rằng lão phu đã đánh giá ngươi rất cao, nhưng mà trước đó cũng nghĩ trong vòng vạn năm ngươi có thể bắt đầu luyện đan cũng đã không tệ rồi. Ai ngờ ngươi chỉ dùng một tháng. Phải hiểu rõ dược lý của tiên dược, đan vào quy tắc đại đạo, đây là quá trình vô cùng phức tạp, một vạn năm cũng không lâu lắm. Thế nhưng Lăng Hàn có luân hồi thụ, một ngày tương đương 100 năm, một tháng là 3.000 năm, kỳ thực cũng rất dài, chỉ là Hướng Nghiêm căn bản không biết mà thôi. Chiếu theo tiến cảnh này của ngươi, tối đa 10 năm là có thể luyện chế ra lò tiên đan đầu tiên. Hướng Nghiêm vô cùng hâm mộ nói, đối với thiên phú đan đạo của Lăng Hàn, ngay cả hắn cũng chỉ có thể cam bái hạ phong. 10 năm mới có thể luyện chế ra lò tiên đan đầu tiên. Lăng Hàn lắc đầu thở dài, thực sự là khó khăn a. Nhưng mà tốc độ như vậy đã rất nhanh, không hợp thói thường rồi. Đại bộ phận đan sư từ lúc tiếp xúc với tiên đan cho tới lúc thành công luyện chế ra, trong 100 vạn năm đều là cấp bậc thiên tài. Một ức năm cũng không phải là lâu. Ai bảo sau khi chảm trần thọ nguyên vô hạn, có thời gian để tiêu hao. Mấu chốt là có nhiều tiên dược cho ngươi tiêu hao như vậy hay không mà thôi. Không có biện pháp, chỉ có thể từ từ mà làm. Lăng Hàn nhờ Phó Cao Vân đi tìm hiểu chuyện Côn Bằng Cung một chút, hắn cùng với nữ hoàng, thiên phượng thần nữ rời đi. Đã thành chảm trần, hắn phải về Thương Nguyệt Thành một chuyến, tính toán sổ sách với Đinh Gia một phen. Trước mắt hắn không đánh lại Đinh Diệu Long, Đinh Sơn và Đinh Tùng. Thế nhưng những người khác trong Đinh Gia, nào có ai có thể chống lại được hắn chứ? Trương Sung tuy rằng bước vào chảm trần, nhưng mà cũng không được Phó Gia yêu ái, bởi vậy hắn với Mạo Thư Ngọc cùng trở về Thương Nguyệt Thành. Lăng Hàn thì dứt khoát đồng thành với bọn hắn, cùng lên trên một chiếc thuyền lớn. Một đường chạy mấy tháng, sau đó trở về Thương Nguyệt Thành. Mấy tháng này, mỗi ngày Lăng Hàn đều tìm hiểu dưới gốc luân hồi thụ, chẳng những củng cố cảnh giới vững chắc mà còn tu luyện tới nhất chảm trung kỳ. Tới lúc này là tu quy tắc, lực lượng chỉ là thứ yếu. Đương nhiên nếu như quy tắc rất cao mà lực lượng quá yếu, như vậy cũng không nhất định. Nhưng mà tiêu chuẩn cảnh giới chỉ cần đạt tới là được, thứ quan trọng hơn vẫn là quy tắc. Nữ hoàng cũng luyện hóa vài phần lôi kiếp dịch, nắm giữ hai loại lôi đỉnh bí pháp. Hiện tại muốn đem bí pháp như vậy tăng lên tới tiên cấp, tiến thêm một bước, tăng trưởng chiến lực của nàng. Lăng Hàn từ trên, thuyền nhảy xuống, lần này trở về Thương Nguyệt Thành, hắn lòng tin tràn đầy bởi vì hắn đã trở thành chảm trần lão tổ. Đinh gia, trước tiên ta phải thu một chút tiền lãi. Đây cũng không phải là lần đầu Lăng Hàn tới Thương Nguyệt Thành, nhưng mà không có lần nào lực lượng 10 phần như lần này. Trước kia chỗ dựa của hắn khi đối đầu với Đinh gia chính là Hắc Tháp. Ta đánh không lại ngươi nhưng ta có thể trốn. Nhưng chuyện này kỳ thực không phù hợp với tính cách của Lăng Hàn. Bởi vì hắn trọng khoái ý ân cừu hơn, lần này hắn chính thức có thực lực làm như vậy. Ta tới đây Đinh gia, các ngươi sắp nhận được kinh hỉ rồi. Thiên Phượng thần nữ tạm thời tiến vào trong Hắc Tháp, Lăng Hàn dắt tay nữ hoàng, thậm chí lúc này nữ hoàng còn lộ ra chân dung. Ở trong một đại thành nhất tinh, bọn hắn đã không còn sợ hãi nữa. Đi vào cửa thành, bọn hắn không cần tản ra khí tức chảm trần lão tổ, dung nhan tuyệt lệ của nữ hoàng. Khí chất cao quý đã khiến cho những thủ vệ kia nhìn tới há hốc mồm, không tự chủ được phủ phục xuống, dâng lên sự cung kính hèn mọn của bọn hắn cho nữ hoàng. Mạo đại vốn âm thầm hộ tống cho hai người Lăng Hàn, nhưng mà Lăng Hàn lại nhã nhặn từ chối. Trước kia Lăng Hàn có thể thong dong thoát khỏi Đinh gia, lần này thực lực lại đột nhiên tăng mạnh, bước vào chẩm trần, như vậy càng không cần phải lo lắng gì nữa. Hai người Lăng Hàn đi tới Đinh gia. Bất quá Thương Nguyệt Thành dù chỉ là thành trì nhất tinh, nhưng mà địa vực thực sự quá lớn.
hơn nữa lại thêm quy tắc tiên vực hạn chế, hai người đi trọn vẹn 3 ngày rốt cuộc mới đi tới Đinh gia. Lăng Hàn đi thẳng tới cửa, một tay ôm eo nữ hoàng, thong dong tới cực điểm. Đứng lại. Ồ, thủ vệ đứng ở cửa ra vào vốn quát hai người Lăng Hàn dừng lại. Thế nhưng lúc nhìn thấy dung nhan tuyệt lệ của nữ hoàng, 6 người đồng thời há hốc mồm, hai mắt đăm đăm, rốt cuộc cũng không nói nên lời. Thê tử, một mình nàng có thể chống đỡ hàng ức cao thủ nha. Lăng Hàn tán dương. Dung nhan và khí chất của nữ hoàng đều là thượng thừa, loại người trời sinh cao quý này có thể khiến cho vô số người xoay quanh. Cũng khó trách nữ hoàng lại kiêu ngạo như vậy. Nữ hoàng nhoẻn miệng cười, vẻ mặt kiêu ngạo ở trước mặt Lăng Hàn lại trở thành ôn nhu như nước vậy. Phanh phanh phanh, Lăng Hàn ra tay, đánh bay 6 thủ vệ ngoài cửa Đinh gia. Bóng người như rơm dạ bay múa, có người đập vào cửa lớn, mạnh mẽ tạo thành một lỗ thủng trên cửa, có người thì đụng vào trên tường, tường không bị phá, thế nhưng người đập vào lại gãy xương cốt. Các bạn đang nghe chuyện Thần Đạo Đan Tôn tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Thần Đạo Đan Tôn chương 1889, không để. Lăng Hàn không có lưu tình, hắn đối với Đinh gia thực sự không có chút hảo cảm nào. Đây là một gia tộc thối nát từ trong ra ngoài, từ trên xuống dưới, là một gia tộc vô cùng ác độc. Có lẽ ổ sơn tặc so với nơi này còn sạch sẽ hơn. Hắn đối với sơn tặc có thể đại khai sát giới, vì sao ở đây lại không được cơ chứ? 6 người có 4 chết tại chỗ, còn có 2 người cũng cách cái chết không xa, đang ở đằng kia rên hừ hừ, hít vào thì ít mà thở ra thì nhiều. Lăng Hàn rút thần hồn của 2 người trong đó xem xét, sau khi xem xong, sắc mặt càng trở nên âm lãnh. Quả nhiên Đinh gia không có ai là tốt, ngay cả mấy hộ vệ giữ cửa cũng chuyên làm ác, ỷ vào thế lực Đinh gia mà lấn nam hiếp nữ, không biết đã gây tai họa cho bao nhiêu người. Đại ác phải trừ, tiểu ác cũng tất trảm. Lăng Hàn duỗi một ngón tay ra điểm một cái, lôi quang bổ ra, hóa thành một thanh chiến mâu, chém giết 2 thủ vệ còn đang hấp hối kia. Thượng thiên bất nhân vậy, hắn sẽ thay trời hành đạo. Người nào dám cả gan tới Đinh gia ta quấy rối? Chỉ nghe mấy tiếng quát chói tai vang lên, 7 người từ trong đình ra bay vọt ra, mỗi một người đều mang theo vẻ mặt giận dữ. Đinh gia là một trong 3 đại bá chủ của Thương Nguyệt Thành, ai dám động vào bọn hắn cơ chứ? Không tốt, là ác tử kia. Lăng Hàn giết tới tận cửa rồi. Nhanh, đi mời lão tổ. Lúc 7 người này nhìn thấy rõ bộ dáng của Lăng Hàn không khỏi sợ hãi tới mức mặt cũng xanh lên. Ở Đinh gia, Lăng Hàn tuyệt đối là người bị thống hận nhất, nhưng mà cũng được gán cái mác vô cùng nguy hiểm. Đinh Hổ lão tổ bị ác tử này giết chết. 7 người vội vàng lùi lại, sau đó nhanh chóng xoay người bỏ chạy. Người có tu vi cao nhất trong bọn hắn cũng chỉ là sáng thế cảnh cảnh, sao có thể là địch thủ của quái vật vô địch trong sáng thế cảnh như Lăng Hàn chứ? Mà bọn hắn còn chưa biết, Lăng Hàn đã chạm trần thành tiên. Nữ hoàng ra tay, xoát xoát, 7 đạo lôi điện ngưng tụ thành kiếm khí đánh ra. Phanh phanh phanh, 7 người kia bị trúng chiêu, toàn bộ đều bạo tạc. Lực phá hoại của sấm sét thực sự rất đáng sợ. Lăng Hàn mỉm cười, sau khi nữ hoàng uống kiếp lôi dịch, nắm giữ 2 môn lôi đình bí pháp, một môn là lôi đình phích lịch, một cái khác là thiểm điện, 2 môn bí thuật đều vô cùng thực dụng. 2 người vẻ mặt thong dong, nhìn nhau cười cười rồi đi vào trong đinh gia. Địa phương toàn cầu này phá nát là tốt nhất. Lăng Hàn vung quyền đánh loạn, phanh phanh phanh. Lực lượng cuồng bạo điên cuồng chấn động, phòng ốc 4 phía lập tức bị đánh sụp đổ, mà cả đinh gia cũng run rẩy. Lực lượng của hắn bây giờ là gì chứ? Một vị chảm trần lão tổ phát uy, không phải dễ như trở bàn tay sao? Làm càn. Một vị đại nhân vật xuất hiện, phụ cận có thêm tộc nhân đinh gia tuôn ra, mỗi một người đều nhìn Lăng Hàn hằm hằm. Thế nhưng khi nhìn thấy nữ hoàng, vẻ mặt giận dữ lại tan thành mây khói. Lăng Hàn. Vị đại nhân vật kia là nhất trảm lão tổ, gọi là Đinh Tuấn, vẻ mặt của hắn có chút cổ. Quái. Bởi vì Đinh Hổ chết trong tay đối phương. Trên lý luận mà nói, trảm trần đối với sáng thế cảnh là nghiền áp tuyệt đối, nhưng mà trong khoảng thời gian ngắn hắn không biết nên làm thế nào. Trực tiếp ra tay hay là mời cao thủ mạnh hơn nữa tới. Bất quá hơn phân nửa chảm trần trong gia tộc đều bị phái ra đi tìm Lăng Hàn.
trừ hắn ra cũng chỉ còn lại một nhất trảm khác. Còn có Đinh Diệu Long nữa. Ác tử, ngươi tới chịu chết sao? Một lão giả có chòm râu trắng kêu lên, đó chính là Hằng Hà Cảnh của Đinh gia, dù là tiên vực, cũng không phải mỗi một người đều có thể nhẹ nhõm tu luyện tới sáng thế cảnh. Lăng Hàn liếc mắt nhìn về phía lão giả kia, phanh một cái, dưới áp lực khủng bố, lão giả này lập tức bị chấn nát, hóa thành một đám huyết vụ. Lớn mật, Đinh Tuấn rít gào, ở trước mắt hắn mà đối phương cũng dám ra tay giết người sao? Ác tử, ngươi không có tính người a? Vậy sao? Lăng Hàn vươn tay, nắm thần hồn còn chưa có tán đi của lão giả kia tới, hắn lại dùng phương thức siêu hồn đối phương. Miệng cũng nhanh chóng nói, 15 tuổi cường bạo thị nữ, 21 tuổi vì chiếm nữ nhân mà giết trượng phu người ta. 32 tuổi tra tấn đồng nữ 12 tuổi tới chết. Ha ha, lão xúc sinh như vậy còn giữ lại làm gì? Ánh mắt Lăng Hàn lạnh lẽo, nhìn về phía người Đinh gia bốn phía. Đinh gia các ngươi có thể tìm ra được một người nào lương thiện không? Người Đinh gia đều tức giận, loại chuyện này thì tính là gì chứ? Người tiên vực nhiều như vậy, chỉ tính riêng Thương Nguyệt Thành cũng là hàng ức, cho dù mỗi ngày bọn hắn đều giết người làm thú vui, vậy cũng không thể nào giết được quá nhiều người, có gì phải bận tâm cơ chứ? Nhìn biểu lộ của các ngươi ta đã biết rõ. Lăng Hàn xoa xoa tay, mặt đất rung động. Ông trời đã không có mở mắt trừng phạt các ngươi, vậy thì để cho ta tới làm đi. Sát khí của hắn lộ ra. Đối với đám người mặt người dạ thú này chỉ có sát ý khôn cùng mà thôi. Xúc sinh mà thôi, cho dù giết thì như thế nào chứ? Hắn đi ra ngoài, đánh ra một quyền. Phanh phanh phanh. Lập tức có mười mấy người bị hắn đánh bại, hóa thành huyết vụ bắn tứ tung. Hôm nay ta nhất định sẽ làm cho Đinh gia máu chảy thành sông. Lăng Hàn nói, thanh âm lạnh lẽo như sát thần địa ngục. Ác tử, dừng tay. Đinh Tuấn gào thét, nhưng mà mỗi một quyền của Lăng Hàn đánh ra sẽ có hơn 10 tộc nhân chết đi, trong đó thậm chí còn có một ít người là hậu đại trực hệ của hắn. Chuyện này bảo hắn làm sao có thể nhẫn nhịn cho được. Hắn tung người bay ra, phát động công kích với Lăng Hàn. Lão tổ uy vũ, lão tổ khí phách, diệt ác tặc này. Những người còn may mắn sống sót giống to, không ngờ ác tặc này lại dám một mình đi tới Đinh gia bọn hắn đại khai sát giới. Đinh Tuấn đánh tới, đồng thời cũng thi triển bí pháp, có thể biến đổi tất cả công kích, sau đó thừa cơ ra tay, dồn người ta vào chỗ chết. Ánh mắt Lăng Hàn càng lạnh lẽo, hôm nay ta sẽ lấy lại công đạo cho Hồ gia. Ông, thanh âm như là sấm sét, khiến cho da đầu Đinh Tuấn tê dần, hắn hét lớn, hóa ra ngươi là Dư Nghiệt Hồ gia. Khó trách Lăng Hàn luôn đối đầu với bổn tộc, thậm chí còn đưa tới lửa giận của Hàn gia, làm hại tổ miếu bị hủy đi. Hóa ra Lăng Hàn này chính là hậu nhân Hồ gia. Các bạn đang nghe chuyện Thần Đạo Đan Tôn tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Thần Đạo Đan Tôn chương 1890, tổ miếu Đinh gia lại gặp nạn. Rốt cuộc tất cả cũng có lý giả hợp lý. Lăng Hàn không có ý tứ giải thích, Đinh Tuấn muốn hiểu như vậy cũng tốt. Dù sao hắn cũng tới đây là để giết người. Hắn ra tay, NIHFN như không nhanh, nhưng mà lại vọt qua khỏi công kích của Đinh Tuấn, mạnh mẽ nắm lấy cổ đối phương. Đường đường là nhất trảm lão, tổ lại giống như con vịt, bị người ta nắm cổ, tứ chi vô lực giãy giụa. Thực lực cách biệt tới mức như trời và đất. Lăng Hàn dùng tay nắm lấy cổ Đinh Tuấn, ngắt một cái, chỉ nghe rắc một tiếng, cổ Đinh Tuấn liền bị vặn gãy. Phốc một cái, máu tươi phun ra, lão gia hỏa này lập tức chết tươi, tứ chi buông thõng. Quả thực hắn đã chết, thân thể bị đánh nát sinh cơ. Ngay cả thần hồn cũng bị Lăng Hàn dùng lực lượng quy tắc phá hủy, căn bản không có cơ hội xuất khiếu. Lăng Hàn tiện tay ném một cái, ném thi thể Đinh Tuấn sang bên cạnh. Đương nhiên không gian thần khí các loại hắn cũng không quên tìm ra. Bốn phía một mảnh im lặng. Đinh Tuấn lão tổ chết, ngay cả một chiêu của Lăng Hàn cũng không có đỡ được, tàn sát lão tổ như giết gà, dễ dàng giết chết lão tổ của bọn hắn. Đây chính là nhất trảm lão tổ a. Hai chân tất cả mọi người phát run, bọn hắn muốn chạy, nhưng mà chỉ cảm thấy hai chân như đeo chì, căn bản không nhúc nhích được. Lăng Hàn không chút lưu tình, đánh ra một quyền, lập tức có mười mấy người bị đánh nát, thần hình câu diệt. Tha mạng, có một ít người ý chí yếu kém,
trực tiếp quỳ lạy trước mặt Lăng Hàn, cầu xin tha thứ. Đám người đáng hận các ngươi, cầu xin tên đao phủ này làm gì? Chẳng lẽ như vậy hắn sẽ bỏ qua cho chúng ta sao? Cũng có người cứng rắn, đứng đằng kia ngẩng đầu lên, gắt gao nhìn chằm chằm vào Lăng Hàn, giống như muốn nhớ kỹ khuôn mặt của Lăng Hàn. Để sau khi chết cũng phải hóa thành quỷ tới báo thù Lăng Hàn vậy. Lăng Hàn há lại thèm để ý. Hôm nay hắn chỉ mang một thứ tới đây, đó chính là tử vong. Thân thể hắn lướt qua, toàn bộ đám người bị diệt. Lăng Hàn và nữ hoàng tiếp tục đi tới, hắn không quen nơi này, bởi vậy tự nhiên phải đi tổ miếu. Chỗ đó là nơi hắn quen thuộc nhất à. Ác tử, nhanh đi thông báo cho gia chủ đại nhân. Vâng, một đường nơi Lăng Hàn đi qua, không còn một ai còn sống, hắn thấy quá nhiều, căn bản không có một ai là kẻ tốt. Nhân từ đối với loại người như vậy đối với Lăng Hàn mà nói là quá xa xỉ. Mấy thời thần sau, Lăng Hàn và nữ hoàng đi tới tổ miếu của Đinh gia. 2 năm qua đi, tổ miếu đương nhiên đã hoàn thành trùng kiến, kim bích huy hoàng, vẫn trang nghiêm, trang trọng như cũ. Một đám ác đồ, khi sống làm ác, chết cũng xứng được hưởng thụ hương khói sao? Lăng Hàn cười lạnh, đánh ra một quyền, bắt đầu phá lung tung. Trong tiên vực có một truyền thuyết, đó chính là người sau khi chết đi, nếu như lập linh vị người này, hưởng thụ hương khói cung phụng. Nếu như thời gian đủ dài, linh hồn người nọ sẽ tụ lại, sau đó trọng sinh ở trong huyết mạch hậu đại. Nếu như thành công, huyết mạch hậu đại này rất đơn giản đạt tới độ cao của người nọ khi còn sống. Đối với một gia tộc mà nói, ý nghĩa phi phàm. Lại nói, chuyện này cũng thỏa mãn nguyện vọng vĩnh sinh. Dù sao còn có thiên nhân chi ách, ở tiên vực kỳ thực cũng không có bao nhiêu cường giả có thể thực sự vĩnh sinh. Chỉ là rất nhiều lão quái vật sống quá lâu, đủ để khiến cho người ta tức lộn ruột mà thôi. Lập tổ miếu như thế này là hy vọng đám lão tổ tông có thể ngưng lại linh hồn, sống lại trên người hậu đại. Như vậy khiến cho gia tộc có thêm nhiều cường giả. Ác nhân chết nhiều năm còn muốn sống lại làm ác lần nữa? Đương nhiên không được. Lăng Hàn toàn lực ra tay, ầm ầm, cả tổ miếu run rẩy dữ dội, trong khoảng thời gian ngắn lại không có tan vỡ. Bởi vì nơi này có trận pháp bảo hộ, Lăng Hàn cũng không phải là cường giả tứ trảm như Hàn Lộ, lực phá hoại không có biện pháp so sánh với hắn. Nhưng mà hắn lập tức phát động cửu thiên hỏa, huyền âm mẫu thủy, lôi đình chi lực, lực phá hoại lập tức khủng bố. Nhất là cửu thiên hỏa và huyền âm mẫu thủy, không thể dùng cảnh giới để cân nhắc uy lực của bọn chúng. Chỉ cần bị chúng dinh vào, đại đạo, phát uy, tất cả đều bị diệt. Kỳ thực lôi đình chi lực cũng rất khủng bố, đây là lực lượng cường đại nhất thần giới, chỉ là bị giới hạn trong cấp độ cổ giới. Sau khi tiến vào tiên vực, hạn mức cao nhất này mở ra, uy lực cũng siêu cường. Từ ý vị nào đó mà nói, lôi đình chi lực này cũng là do thiên địa dưỡng dục, kỳ thực cũng coi như là bổn nguyên chi lực. Bài vị tổ tông A, Đinh gia ta tạo nghiệt gì chứ? Rất nhiều lão nhân đang bái tế trong tổ miếu đều khóc róc nói. Bọn hắn liên tục chạy tới, trợn mắt nhìn về phía Lăng Hàn. Nếu như ánh mắt có thể giết được người, như vậy nhất định hiện tại Lăng Hàn đã bị xé tan thành vô số mảnh nhỏ. Tặc tử, một tiếng gầm giận dữ vang lên, rốt cuộc lại có cường giả chạy to oa. Đinh Sương, nhất trảm lão tổ. Đây là một tộc nhân vô cùng xuất sắc trong Đinh gia, thời gian thành đạo rất sớm. Bởi vậy nhìn qua tuổi tác chỉ chừng 40 tuổi, huyết khí như biển. Hắn phẫn nộ quát một tiếng, quanh thân có huyết khí sôi trào, như ma vương rời núi, khí diễm hung hăng càn quấy. Đinh Khiếu Trần cũng xuất hiện, hắn trợn mắt há hốc mồm nhìn Lăng Hàn. Hắn đã không biết biểu đạt tâm tình của mình hiện tại như thế nào nữa. Người này cường đại tới mức khiến cho hắn chỉ có thể nhìn lên. Hắn chỉ dám ghi hận trong lòng, nhưng ngay cả biểu đạt ra trên mặt cũng không dám. 3 lần 7 bận hắn bị Lăng Hàn thu thập tới mức thảm thương. Lăng Hàn tâm niệm khẽ động, miệng quát khẽ, chiến thú. À, lập tức trong cơ thể hắn có 3 đạo quang mang bắn ra. Bạch quang ngưng tụ thành một đầu bạch hổ, quang mang màu đỏ ngưng tụ thành một đầu chu tước. Quang mang màu xanh lam thì ngưng tụ thành một đầu phích lịch thú. Thập thú thuật, tiên thuật hạch tâm của vạn thú tiên vương. Nhiều ngày trôi qua như vậy, hắn đã hơi chút nắm giữ ảo diệu của thập thú thuật, có thể ngưng tụ ra 3 đầu chiến thú, phân biệt là dùng cửu thiên hỏa, huyền âm mẫu thủy và thiên kiếp làm hạch tâm. Hắn muốn thử uy lực của 3 đầu chiến thú này một chút.
ba đầu chiến thú vừa mới xuất hiện, lập tức sát khí ngập trời, khiến cho những người nhát gan bị dọa cho xanh mặt. Đinh Dương cũng quá sợ hãi, hắn có cảm giác tùy tiện một đầu chiến thú nào trong ba đầu cũng có thể chém giết hắn. Các bạn đang nghe chuyện Thần Đạo Đan Tôn tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Thần Đạo Đan Tôn chương 1891, Chiến Đinh Diệu Long. Làm sao có thể? Hắn nhìn chằm chằm vào Lăng Hàn, trên mặt không khỏi hiện lên vẻ khiếp sợ. Chảm Trần, ngươi, không ngờ ngươi lại có thể chảm trần. Ông trời không có mắt à, vương bát đản đáng giết ngàn đao trước mắt này lại có thể trở thành chảm trần cảnh. Nếu như ngươi có thể ngăn ba chiêu của đầu chiến thú này của ta thì ta chỉ phế tu vi của ngươi, thả cho ngươi một con đường sống. Lăng Hàn nhàn nhạt nói, tay điểm ra một ngón. Đầu bạch hổ kia lập tức đập ra, sát khí ngập trời, hàn ý lạnh lẽo. Đầu bạch hổ này là do huyền âm mẫu thủy làm hạch tâm ngưng tụ mà thành, đương nhiên kỳ hàn vô cùng. Hơn nữa, huyền âm mẫu thủy lại là bổn nguyên chi lực thiên địa, đó là tồn tại châu bò tới đâu cơ chứ. Đinh Xương đưa tay ra, muốn chống đỡ. Thế nhưng tay hắn vừa mới nâng lên thì hàn ý khôn cùng đã đánh úp lại, khiến cho thân thể của hắn đóng băng. Ngay cả một ngón tay cũng không có cách nhúc nhích được. Trên tóc, trên chòm râu, trên lông mi của hắn, toàn bộ đều ngưng tụ thành vụn băng, tự nhiên máu tươi trong người cũng đông lại, cả người hóa thành một cái tượng băng. Bạch hổ bổ nhào về phía hắn, nhẹ nhàng vung móng vuốt lên, phanh một cái, cả người Đinh Xương lập tức vỡ nát, thần hình câu diệt. Trúng một chút hàn khí, ngay cả thần hồn của hắn cũng bị giam cầm ở trong thức hải, muốn chạy trốn cũng không trốn nổi. Chỉ có thể cùng bị đánh nát cùng với thân thể mà. Thôi, thập thú thuật thật đáng sợ, bổn nguyên chi lực thiên địa thật đáng sợ. Tất cả mọi người đều ngây ra như phỗng. Trong suy nghĩ của bọn hắn, lão tổ tông như là chiến thần, không ngờ ngay cả một đầu chiến thú do ác tặc kia phóng ra cũng không có cách nào địch nổi. Muốn làm được chuyện này cần thực lực cách biệt thế nào chứ? Diệt cho ta, Lăng Hàn nhẹ nhàng nói ra ba chữ. Ba đầu chiến thú lập tức đại khai sát giới. Chúng đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi, ngay cả nhất trảm lão tổ cũng không phải là đối thủ của chúng. Chỉ là một đám sáng thế cảnh, hằng hà cảnh thì tính là thứ gì chứ? Bạch hổ lướt qua, tất cả đều bị đóng băng, sau đó nó vung chảo đập qua, đánh nát hết thảy. Chu tước bay qua, thiêu đốt hết thảy, không lưu lại một chút cặn bã nào. Mà phích lịch thú trong lúc chạy đi, thiên phạt lôi đình bắn ra, đánh cho tất cả nổ thành thịt vụn. Ta còn chưa có thử qua một chiêu này. Lăng Hàn quăng ra một quả cầu. Đây là lôi đình bí pháp, được lấy từ lôi kiếp dịch. Bất quá hắn chưa từng có dùng qua. Bởi vì đây là một đại chiêu chẳng phân biệt được địch ta. Công kích toàn bộ, mà lúc trước hắn không có gặp được tình huống lấy một địch trăm, địch ngàn. Đương nhiên không cần dùng tới chiêu thức này. Hiện tại rốt cuộc cũng có thể mượn tạm tổ miếu này thử uy lực. Oanh! Quả cầu nổ tung, sấm sét khủng bố chấn động, lực phá hoại kinh người. Một chiêu này cần xúc thế rất lâu mới có thể đánh ra. Hơn nữa, thời gian xúc thế càng lâu, uy lực cũng càng lớn, thậm chí còn có thể đạt tới trình độ giết chết chính bản thân mình. Bởi vậy, một khi bản thân Lăng Hàn cảm giác không chịu đựng nổi, có thể thấy được uy lực của một kích này to lớn tới đâu. Cứ như vậy trùng kích một lần, khiến cho tổ miếu lập tức bị đánh nát 1/10. Chênh lệch quá nhiều, Lăng Hàn lại lắc đầu, lúc ấy Hàn Lộ ra tay, rất tùy ý là có thể san. Bằng nơi này thành bình, lúc này hắn toàn lực ứng phó, không ngờ lại chỉ có thể đánh nát ra 1/10 mà thôi. Đây là chênh lệch với tứ trảm A, thế nhưng hắn cũng không nghĩ nhiều, hiện tại hắn chỉ là nhất trảm A. Hơn nữa lại vừa đạt tới nhất trảm trung kỳ, có thể có chiến lực như vậy còn chưa đủ châu bò hay sao? Nếu muốn nữa quả thực ông trời cũng phải tức chết. Đinh Khiếu Trần trong lúc chiến đấu cũng bị diệt sát, hắn cũng không biết tất cả ngọn nguồn. Hắn chỉ cho rằng tất cả mọi chuyện đều là do hắn trêu chọc Lăng Hàn mà thành. Chuyện này khiến cho trong lòng hắn vô cùng hối hận. Sau khi chết hắn có mặt mũi nào đi gặp liệt tổ liệt tông cơ chứ? Lăng Hàn. Lúc này có một thanh âm vô cùng phẫn nộ vang lên. Người mạnh nhất rốt cục cũng xuất hiện, Đinh Diệu Long. Lúc trước hắn luôn đang bế quan tu luyện, dù là hy vọng xa vời nhưng hắn cũng không có buông tha trùng kích phân hồn cảnh.
thế nhưng sự thật lại một lần nữa làm cho hắn thất vọng. Cảm ứng được trong gia tộc xảy ra kinh biến, cuối cùng hắn cũng phá quan mà ra. Sau đó hắn lập tức nhìn thấy, mẹ nó, tổ miếu sắp nát lần nữa. Ác tử đáng chết nhà ngươi, Đinh Diệu Long sắp nổi điên rồi, hai lần. Những hai lần đều là vì Lăng Hàn mà tổ miếu bị hủy đi. Lăng Hàn dừng tay, ba đầu chiến thú cũng lập tức trở về. Đinh Diệu Long chính là tứ trảm, tuyệt đối không thể khinh thường. Hôm nay ta đại biểu cho Hồ gia đến tới đây, đòi lại một ít nợ cũ. Tiếp đó chính là đại biểu cho bản thân ta tới, triệt để diệt Đinh gia các ngươi, Hồ gia. Trong lòng Đinh Diệu Long lập tức run lên, hắn bình tĩnh nói, hóa ra ngươi là dư nghiệt Hồ gia. Thật là đáng chết, lúc trước ta không có đuổi tận giết tuyệt Hồ gia các ngươi. Vốn tưởng rằng thế lực Tiên Vương ra tay, Hồ gia nhất định sẽ xong đời. Thế nhưng hắn không ngờ tới chỉ còn lại một dư nghiệt lại tạo thành hậu hoạn lớn. Tới như vậy, Lăng Hàn cười ha hả, hắn không cần phải giải thích cụ thể cho Đinh Diệu Long làm gì. Vậy thì để bổn tọa tự mình tiễn đưa ngươi đi theo tổ tiên ngươi. Đinh Diệu Long lạnh lùng nói, hắn đánh ra quyền, lực lượng thời gian bắt đầu khởi động, môn bí thuật này của Hồ gia quả thực mạnh mẽ. Hiện tại nó cũng trở thành thuật pháp cường đại nhất của hắn. Ba đầu chiến thú rít gào, đánh về phía Đinh Diệu Long. Ba đầu chiến thú bổ nhào tới, dưới dòng chảy năm tháng cũng liên tục bị chôn vùi. Môn bí thuật này quá cường đại, chỉ cần cảnh giới không bằng, như vậy bất luận công kích gì đều là uổng phí. Thậm chí, cho dù lực lượng siêu việt bản thân người thi triển cũng không nhất định có thể làm bị thương được Đinh Diệu Long. Trước khi trở thành Tiên Vương, quy tắc thời gian quá mạnh mẽ. Lăng Hàn triển khai điện thiểm, không chọi cứng với Đinh Diệu Long. Hiện tại hắn cũng chỉ có thể miễn cưỡng để cho cường giả tam trảm đánh vài cái, tuyệt đối gánh không được tứ trảm đánh, mạnh mẽ ngạnh kháng cũng không được. Như vậy cho dù có vận chuyển bất diệt thiên kinh cũng không thể trèo chống được quá lâu. Các bạn đang nghe chuyện Thần Đạo Đan Tôn tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Thần Đạo Đan Tôn chương 1892, Vạn Quỷ Linh Thượng. Lại tới, hắn lại một lần nữa ngưng tụ ba đầu chiến thú, Đinh Diệu Long muốn hóa giải một chiêu này rất dễ dàng. Nhưng nếu muốn làm bị thương chiến thú dùng cửu thiên hỏa, huyền âm mẫu thủy làm hạch tâm cũng là chuyện không thực tế. Ba đầu chiến thú của hắn cũng cần bí thuật thời gian, như vậy dùng tuế nguyệt thiên thu để đối kháng với tuế nguyệt thiên thu vậy. Đi, ba đầu chiến thú lần nữa đánh ra, đánh về phía Đinh Diệu Long triển khai công kích. Nhưng lúc này vẫn không có đạt tới được mục tiêu của Lăng Hàn. Cho dù chiến thú toàn lực công kích nhưng cũng chỉ có thể đấu kháng với lực lượng thời gian mà thôi. Thậm chí ở bên trong lực lượng thời gian còn nhanh chóng biến mất. Khi lực lượng thời gian trên người chúng biến mất thì thân thể chúng cũng lập tức biến mất theo. Cảnh giới chênh lệch dù sao vẫn quá lớn. Thế nhưng chuyện này lại khiến cho Đinh Diệu Long giật mình. Hắn cũng không nghĩ tới ba đầu chiến thú kia thiếu chút nữa có thể xé nát được phòng ngự của mình. Người trẻ tuổi kia quả thực là yêu nghiệt đáng sợ. Hôm nay không diệt trừ, như vậy sau này Đinh gia sẽ thực sự gặp nguy. Đinh Diệu Long tế ra một cái chuông, toàn thân đen nhánh, vừa mới lấy ra đã khiến cho thiên địa biến hóa, một đạo mây đen bao phủ trên không trung, không ngừng trải rộng ra. Bên trên có lôi quang chớp động, giống như muốn đánh xuống lôi phạt. Thế nhưng dường như vẫn còn kém một chút cho nên chưa đánh xuống. Lăng Hàn không khỏi kinh ngạc, Đinh Diệu Long này tuyệt đối không giống như muốn đột phá phân hồn. Như vậy thiên kiếp này có lẽ là hướng về phía cái chuông trong tay đối phương. Chẳng lẽ bảo khí vừa thành, cho nên mới có thiên kiếp hàng lâm. Không đúng, nếu như thiên kiếp thực sự sắp đánh xuống, như vậy đã sớm rơi xuống rồi, cần gì phải chần chừ như vậy chứ? Đó là thiên phạt. Một thanh âm vang vọng bên cạnh hắn, đó là đại hắc cẩu, nó lè cái lưỡi thật dài ra. Nếu làm ác quá nhiều sẽ tổn thương tới thiên hòa, sẽ đưa tới thiên địa phán quyết. Đại hắc cẩu xuất quỷ nhập thần cũng không còn là chuyện gì kỳ lạ nữa. Nó nhìn thấy động tĩnh bên này quá lớn cho nên bị hấp dẫn tới. Điều khiến cho Lăng Hàn kinh ngạc là đại hắc cẩu này không ngờ cũng là chảm trần. Nó đi đâu chảm trần thành tiên chứ? Lăng Hàn nhướng mày, nói, nhưng mà mục tiêu thiên phạt là cái chuông kia. Vậy nhất định là trong quá trình luyện chế cái chuông này phạm phải quá nhiều sát nghiệp, vì vậy thiên địa mới không dung. Đại hắc cẩu nghiêm túc nói,
bộ dáng hiếm khí đằng đằng sát khí. Kiện bảo khí này nhất định phạm phải không ít sát nghiệt. Lăng tiểu tử, không, cần cho bổn tọa mặt mũi, làm thịt lão tiểu tử đó, sau đó hủy cái chuông kia đi. Đây không phải là nói nhảm. Lăng Hàn chỉ nhìn chằm chằm vài cái chuông kia, nếu như hắn có thể đánh thắng Đinh Diệu Long, như vậy cần gì phải nói tới sau đó. Hắn chỉ là nhất trảm, yêu nghiệt thế nào cũng chỉ là nhất trảm, có thể quét ngang hết thảy nhị trảm, miễn cưỡng địch lại tam trảm sơ kỳ đã là quái vật rồi. Tứ trảm, thực sự chênh lệch quá lớn. Đinh Diệu Long một mặt lay động cái chuông tong tay, phóng ra hắc khí vô tận, một mặt lại nói, đây là hắc vụ vạn quỷ linh, từ vô số năm trước tổ tiên ta đã bắt đầu luyện chế. Chỉ là luyện chế thứ này cần dùng vô số sinh hồn để hiến tế. Vì không muốn bị thiên phạt gạt bỏ, mỗi một thời tổ tiên đều chỉ tế luyện một bộ phận. Vô số năm qua đi rốt cuộc mới luyện chế thành công. Nếu như không phải tiềm lực của ác tử ngươi quá đáng sợ, quả thực bổn tọa cũng không muốn để lộ ra bí mật của vạn quỷ linh. Khói đen bắt đầu khởi động, hóa thành một mảnh biển. Trong biển sương mù có một đầu lâu hiển hiện, phát ra tiếng kêu to. Chỉ bằng vào thanh âm này cũng có thể đơn giản khiến cho chảm trần cảnh thất khiếu chảy máu. Đoán chừng, nhất chảm bình thường tiến tới, 2-3 lần sẽ bị tiếng giống này làm cho thần hồn chia lìa. Nhanh chạy, đại hắc cẩu nhanh chân bỏ chạy. Bổn tọa rút lui trước, nhiệm vụ làm sứ giả chính nghĩa giao cho tiểu tử ngươi. Lúc này đại hắc cẩu này làm gì còn một chút trang trọng và nghiêm túc nào nữa. Lăng Hàn cũng nhảy tới bên người nữ hoàng, vạn nhất nếu như không đúng, hai người sẽ cùng tiến vào hắc tháp. Hừ, dưới vạn quỷ linh, các ngươi còn muốn chạy trốn sao? Đinh Diệu Long lạnh lùng nói, ngay cả vũ khí bí mật như vậy cũng tế ra, đương nhiên hắn muốn tất sát Lăng Hàn. Từng tiếng rít vang vọng, vô số đầu lâu đánh về phía Lăng Hàn và nữ hoàng, mỗi một đầu đều có. Chiến lực tam trảm, đừng nhìn chỉ là tam trảm, nhưng mà số lượng có bao nhiêu chứ? Hơn vạn. Bởi vậy đừng nói Lăng Hàn và nữ hoàng chỉ là nhất trảm, cho dù là tứ trảm lão tổ đối mặt với bảo vật này chỉ sợ cũng chỉ có thể chật vật chạy trốn mà thôi. Cũng đúng, nếu không phải vạn quỷ linh có uy lực cực mạnh như vậy, tổ tiên từng đời của Đinh gia cần gì phải mạo hiểm bị thiên phạt đi luyện chế nó cơ chứ? Chỉ là quỷ vật, còn không mau cút cho ta. Lăng Hàn hét lớn một tiếng, phóng ra cửu thiên hỏa. Oanh, liệt diễm bộc phát, hóa thành một vòng tròn, bảo hộ hắn và nữ hoàng vào bên trong. Chiêu này có hữu hiệu, ngăn cách khô lâu bên ngoài vòng tròn, thế nhưng đầu lâu sau tiếp nối đầu lâu trước. Mỗi một cái đầu lâu khi đụng tới đều làm tiêu hao một bộ phận hỏa thuẫn. Như vậy không cần bao lâu là có thể công phá được phòng ngự của Lăng Hàn. Dù là như vậy Đinh Diệu Long vẫn chấn động vô cùng, đổi lại là hắn bị vạn quỷ linh vây khốn, tình huống cũng không tốt hơn Lăng Hàn bao nhiêu. Thế nhưng hắn là ai chứ? Đây tự nhiên là do công lao của cửu thiên hỏa, thiên địa tổ hỏa bá đạo vô cùng. Đáng tiếc là cảnh giới của Lăng Hàn quá thấp, hạn chế uy năng của cửu thiên hỏa. Nếu không mà nói, chỉ là vạn quỷ linh, cho dù tiên vương tới gặp cũng phải run rẩy một thoáng. Mặc kệ ác tử này yêu nghiệt thế nào, hiện tại cuối cùng cũng khó thoát khỏi cái chết. Đinh Diệu Long nở nụ cười dữ tợn, nói, ác tử, chờ sau khi ngươi chết, bổn tọa sẽ cướp lấy tất cả cơ duyên của ngươi. Mà nữ nhân bên cạnh ngươi bổn tọa sẽ luyện chế thành diễm thi, tin rằng có rất nhiều người luyện ý đùa bỡn. Dùng thân phận của hắn vốn không nên nói ra loại lời uy hiếp như vậy. Ai bảo Lăng Hàn lại hai lần hủy tổ miếu, trong lòng Đinh Diệu Long thực sự quá hận. Không chỉ nói vài câu, cho dù xé xác Lăng Hàn cũng không đủ hả giận. Các bạn đang nghe chuyện Thần Đạo Đan Tôn tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Thần Đạo Đan Tôn chương 1893, Vạn Quỷ Linh Hạ. Không ngờ Đinh Diệu Long ngươi lại là người như thế. Đại hắc cẩu trở lại, xuất hiện bên cạnh Đinh Diệu Long, sau đó cắn một cái. À, Đinh Diệu Long kêu thảm thiết, dù thế nào hắn cũng không ngờ đầu đại hắc cẩu này lại xuất quỷ nhập thần như vậy. Có thể lặng lẽ không một tiếng động tiến vào chảm trần, cho dù Đinh Diệu Long còn mạnh hơn Hàn Lộ một ít, nhưng mà chênh lệch với đại hắc cẩu kỳ thực lại thu nhỏ lại vô số lần. Một cắn này cắn vào eo Đinh Diệu Long khiến cho mông Đinh Diệu Long cong lên, xem cẩu ra hầu tử thâu đào. Đại hắc cẩu đã sớm có đoán trước,
nhả ra rồi quay người lại đã đi tới trước người Đinh Diệu Long. Một cái chân chó hung hăng đá ra, vừa vặn đá vào cái mông của Đinh Diệu Long. Phanh, thanh âm trứng vỡ vang lên. Đinh Diệu Long coi như là tứ chảm lão tổ thì sao chứ? Đây cũng không phải là nhức cả trứng rái a, mà là cả trứng cũng nát. À, hắn hét lên, hai chân khép lại rất chặt, sắc mặt trắng bệch. Tam liên chiêu của cẩu ra, một kích cuối cùng, cúc hoa tàn. Đại hắc cẩu vây quanh Đinh Diệu Long, sau đó một cái chân chó lại xuyên thẳng qua bờ mông của đối phương. À, Đinh Diệu Long lần này thực sự mất hồn, cúc hoa bị một chân chọc vào, lại kêu thảm một tiếng, tiếng kêu thê thảm không có cách nào hình dung được. Công thành, lui thân. Đại hắc cẩu nhanh chân bỏ chạy, nó từ trước tới nay chỉ chơi lén mà thôi. Chính diện giao thủ. Ồ, đó là ý gì cẩu ra không biết nha. Hai chân Đinh Diệu Long khép lại quá chặt, một tay che mông đít, tay kia còn cầm chuông, hình tượng này nhìn thế nào cũng không ổn. Lăng Hàn nhịn không được cười lớn, ám chiêu của đại hắc cẩu là từng chiêu liền chiêu. Về sau nhất định không được chủ quan, đầu cẩu hoang này căn bản không phân biệt địch ta. Nếu không cẩn thận nhất định sẽ có ngày khóc không ra nước mắt. Bởi vậy, Đinh Diệu Long căn không có cách nào lần nữa tế chuyển vạn quỷ linh, thế công tự tiêu. Đinh Diệu Long, một tiếng quát khẽ vang lên, loạn lão tổ xuất hiện, vẻ mặt tràn ngập lạnh lùng. Không ngờ Đinh gia các ngươi lại âm thầm luyện chế tà khí ác đột như vậy. Khó trách loạn gia ta thi thoảng có tộc nhân mất tích. Hóa ra đều bị các ngươi hạ độc thủ. Siêu, lại một đạo thân ảnh xuất hiện. Lão giả Đoạn Gia cũng tới. Hắn cũng nhìn chằm chằm vào vạn quỷ linh, ánh mắt lạnh lẽo. Đinh Diệu Long, lão phu cần một lời giải thích thỏa đáng. Hắn lạnh nhạt nói, nhưng mà trong thanh âm lại vô cùng lạnh lùng. Trong khoảng thời gian ngắn, Đinh Diệu Long không ngờ lại bị hai đại tứ chảm lão tổ liên thủ ép hỏi. Hai vị này cũng không phải là Hàn Lộ mà là thiên kiêu chân chính, một đấu một khó phân thắng bại. Hai đấu với một, hắn tuyệt đối sẽ nắm sấp. Đương nhiên nếu như thực sự bộc phát ác chiến, hắn liều mạng, cho dù chết cũng có thể khiến cho một người trong đó bị trọng thương, thậm chí là vẫn lạc. Đinh Diệu Long hừ lạnh một tiếng, nói, bổn tọa phải giải thích cái gì? Các ngươi đều cút cho bổn tọa, nếu không bổn tọa cũng sẽ tàn sát các ngươi một thể. Vô luận thế nào ngày hôm nay hắn phải tất sát Lăng Hàn. Chỉ là có chút ngượng ngùng, đũng quần, mông đít hắn đều đổ máu, lại thêm vẻ mặt lạnh lẽo của hắn. Lực trùng kích có chút lớn. Lão tổ hai nhà Đoạn Long tuy rằng vừa giận vừa hận, nhưng mà nhìn thấy bộ dáng thê thảm của Đinh Diệu Long như vậy, nhất là hai chân khép lại quá chặt, giống như là bị người ta cường bạo cúc hoa, khuôn mặt không nhịn được run rẩy một chút. Con mẹ nó, bọn hắn muốn cười à? Đinh Diệu Long thu phản ứng của hai người này vào trong mắt, hắn không khỏi tức giận tới run rẩy. Hai cường giả cùng giai không ngờ lại cười với hắn. Không phải là cười thân mật mà là cười nhạo hắn. Hắn rất tức giận, không, tức điên. Đều đi chết đi. Hắn giống to, vạn quỷ linh lại được tế. Vạn quỷ linh thực sự rất đáng sợ. Nếu như bảo vật cũng có thể phân chia là chảm trần hoàn mỹ, chảm trần bình thường mà nói. Như vậy vạn quỷ linh chính là chảm trần hoàn mỹ. Hơn nữa lại là chảm thiên địa một đao. Nó tuyệt đối có thể quét ngang tất cả cường giả cùng giai. Nếu không, trả một cái giá lớn như vậy, lại thêm quá trình luyện chế tốn công sức như thế chỉ là công cốc. Bởi vậy, quỷ vụ vừa ra, hai đại lão tổ nhà Long, Đoạn chỉ có thể tránh lui, mà Lăng Hàn và Nữ Hoàng cũng triển khai điện thiểm, cũng rời khỏi phạm vi quỷ vụ bao phủ. Lệ quỷ rít gào, thanh âm từ trong khói đen vang vọng. Từng đạo thanh âm kia đối với bốn người Lăng Hàn đều tạo thành ảnh hưởng tương đương nhau, khiến cho thất khiếu bọn hắn đều chảy máu, cũng như lệ quỷ vậy. Bảo khí thật đáng sợ. Người duy nhất không bị ảnh hưởng là Đinh Diệu Long. Hắn là người khống chế bảo khí, đương nhiên là miễn dịch. Về phần đại hắc cẩu, bởi vì thực sự chạy trốn quá xa cho nên cũng không có bị ảnh hưởng. Khí lực của Lăng Hàn vô cùng mạnh mẽ, thần hồn được bất diệt thiên kinh rèn luyện qua. Tuy rằng thất khiếu chảy máu, nhưng mà vẫn chịu đựng được. Nữ hoàng có 9 phân thân, những phân thân trước đó bị hủy diệt nàng đã luyện ra tiếp. Công kích có 10 phân thân cùng nhau chia sẻ, khiến cho nàng có thể thừa nhận được áp lực. Dù sao đây chỉ là một bộ phận uy năng của vạn quỷ linh. Hai đại lão tổ nhà Long, Đoạn cũng không kém. Cảnh giới bọn hắn còn ở đó,
muốn dựa vào công kích bằng thanh âm muốn làm tổn thương thần thức của bọn họ. Như vậy cũng quá khó khăn. Bởi vậy tuy rằng bốn người đều rất là chật vật, nhưng mà lại hoàn toàn chịu được. Bắt giặc trước bắt vua, hai đại lão tổ nhà Long, Đoạn đều khẽ quát một tiếng, đánh về phía Đinh Diệu Long. Bọn hắn cũng không thể bị động bị, đánh như vậy được. Thế nhưng Đinh Diệu Long căn bản không có ra tay, chỉ gọi khói đen tới, quấn quanh thân mình. Như vậy lão tổ hai nhà Đoạn, Long nếu như cưỡng ép công tới sẽ bị khói đen làm khó, tuyệt đối sẽ bị trọng thương. Hai lão thất phu, vốn ta định qua vài ức năm nữa sẽ tiêu diệt các ngươi. Nhưng mà hôm nay bí mật vạn quỷ linh đã lộ ra ngoài, vậy thì dứt khoát thừa dịp cơ hội lần này làm thịt hai lão thất phu các ngươi. Đinh Diệu Long lạnh lùng nói, hai đại lão tổ Long, Đoạn đều thầm kêu may mắn trong lòng. Bọn hắn chưa từng nghĩ tới Đinh gia lại có thể luyện chế bảo khí ác độc như vậy. Mấu chốt là còn bị bọn chúng luyện chế thành công a. Phải biết rằng nếu như luyện chế một tà khí như vậy, thiên địa sẽ đánh xuống thiên phạt, cưỡng ép xóa đi. Thế nhưng nhìn tình huống hiện tại, giống như có một loại lực lượng thần bí áp chế vạn quỷ linh tà ác. Các bạn đang nghe chuyện Thần Đạo Đan Tôn tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Thần Đạo Đan Tôn chương 1894, Cường Giả Dương Hồn tới. Tuy rằng chỉ kém một phân, không có đạt thành điều kiện thiên phạt, bởi vậy tuy rằng lôi vân ngưng tụ thành hình, nhưng mà cũng không có thiên phạt hủy diệt đánh xuống. Nếu như dưới tình huống bất ngờ không kịp đề phòng, bị Đinh Diệu Long này thi triển vạn quỷ linh đánh tới, như vậy tuyệt đối sẽ xong đời. Khá tốt, may mà hiện tại bọn hắn biết rõ. Biết rõ thì dễ làm, dù sao đây cũng chỉ là chuẩn tiên khí tương đương với tứ trảm mà thôi. Một mình Đinh Diệu Long độc chiến hai đại tứ trảm lão tổ, chẳng những có thể áp chế được hai đại lão tổ khiến cho hai người gà bay chó chạy mà còn có thể ra tay công kích Lăng Hàn và Nữ Hoàng. Người hắn muốn giết nhất chính là Lăng Hàn. Nếu như để cho Lăng Hàn lại chạy đi, như vậy tuyệt đối sẽ xong đời. Tiểu tử này phải chết. Lăng Hàn và Nữ Hoàng không ngừng vận chuyển điện thiểm. Sau khi chờ, thành trảm trần, vô luận là phương diện lực lượng hay là quy tắc bọn hắn đều tăng lên vô số lần. Bởi vậy cũng không tới mức dùng điện thiểm vài lần sẽ không còn chút sức lực nào. Không có lùi lại, Lăng Hàn muốn biết tà vật này rốt cuộc có bao nhiêu uy năng, như vậy hắn mới có thể quyết định xem lúc nào giết trở lại. Khi lần nữa trở lại, hắn tuyệt đối sẽ không trốn, mà muốn phá hủy tất cả. Lão Tổ, đúng lúc này chỉ nghe một thanh âm quát, tràn ngập vẻ phẫn nộ, là Đinh Tùng. Lúc trước hắn đi Hàn gia, vừa mới chạy về, thứ lọt vào trong mắt đầu tiên là tổ miếu bị hủy, đương nhiên hắn phẫn nộ tới tột đỉnh. Hắn còn lập tức nhìn thấy Lăng Hàn, người này vẫn đứng đó, trực giác hắn cho rằng tất cả mọi chuyện đều do Lăng Hàn tạo thành. Chỉ là hắn cũng không đoán sai một chút nào, người này là Lăng Hàn. Bên cạnh Đinh Tùng còn có một người, một thân hắc y, trên y phục có một bông hoa, giống như là con nhện, khiến cho người ta nhìn vào không khỏi bất chi bất giác cảm thấy buồn nôn. Nam nhân này nhìn qua khoảng chừng 40 tuổi, trên mặt có một vết đen kéo dài từ mặt tới cổ, đoán chừng bên dưới ngực cũng có, chỉ là bây giờ còn chưa nhìn thấy mà thôi. Hắn nhìn lên trên mặt Nữ Hoàng một chút, không khỏi lộ ra vẻ kinh diễm, ánh mắt bắt đầu biến hóa kịch liệt. Bẩm đại nhân, ác tử kia chính là Lăng Hàn. Đinh Tùng vội vàng cung kính đáp lại. Hắc y nhân này gọi là Hàn Hồng Phi, chính là một vị dương hồn lão tổ của Hàn gia. Phân hồn tứ cảnh, thiên, địa, âm, dương. Tuy rằng dương hồn chỉ là tầng thứ nhất, nhưng mà từ chảm trần tới phân hồn, bước này rất lớn, giống như từ sáng thế cảnh tới chảm trần cảnh vậy. Mặc ngươi là thiên kiêu tới đâu cũng không thể bù đắp được. Ánh mắt Hàn Hồng Phi không nỡ rời khỏi người Nữ Hoàng, sau đó hắn nhìn về phía Lăng Hàn, thản nhiên nói. Ngươi tự sát đi, còn nữ oa nhi kia, tới đây. Đây, hoàn toàn là mệnh lệnh của hắn. Đây là chuyện đương nhiên, hắn là cường giả dương hồn, nơi này có ai đủ tư cách là địch thủ của hắn chứ? Đại nhân, nơi này là Thương Nguyệt Thành. Lão tổ Đoạn gia không nhịn được nói. Thương Nguyệt Thành, phía trên bọn họ là Hắc Nguyệt Giáo, trên Hắc Nguyệt Giáo là Phó gia. Sao lại tới phiên Hàn gia tới nơi này diễu võ dương oai chứ? Ngươi đang uy hiếp bổn tọa sao? Hàn Hồng Phi lập tức lạnh lùng quét mắt nhìn về phía lão tổ Đoạn gia. Khí tức cấp bậc dương hồn chấn động,
giống như là trời sụp xuống. Lão tổ Đoạn Gia lập tức thổ máu, cảnh giới chênh lệch quá lớn, hắn vừa mới đối mặt đã không thể nào thừa nhận được như vậy. Lão tổ Long Gia nắm chặt hai tay, giận nhưng không dám nói gì. Đối mặt với vạn quỷ linh hắn còn có thể chống đỡ, né tránh. Nhưng mà đối với cường giả dương hồn, đối phương chỉ cần duỗi tay là hắn có thể bị giết chết. Đại nhân, vãn bối không bắt được kẻ này, kính xin đại nhân ra tay. Đinh Diệu Long thu hồi vạn quỷ linh, người Hàn gia đã tới, hơn nữa lại là cường giả dương hồn. Như vậy Lăng Hàn nhất định sẽ chết chắc, không cần hắn tiếp tục ra tay. Hàn Hồng Phi làm như không nghe thấy, hắn há lại để mắt tới một tứ chảm nho nhỏ. Không nhập phân hồn, tứ chảm là cạn bã, hắn lại nhìn Lăng Hàn và nữ hoàng, trong mắt hiện lên vẻ không kiên nhẫn. Còn thất thầm làm gì? Lão thất phu, đầu ngươi bị lửa đá rồi sao? Lăng Hàn không nhịn được phải mắng to, muốn chết thì tự mình đi mà chết, lão tử đá nát trứng ngươi bây giờ. Ta kháo, Hàn Hồng Phi giật mình, sau đó nổi giận lôi đình. Một tiểu bối nhất chảm không ngờ lại dám chỉ vào mũi mình rồi mắng. Hắn hừ một tiếng, lập tức chộp về phía Lăng Hàn. Oanh, lập tức, nguyên lực cuồn cuộn kéo tới. Đây chính là một kích của phân hồn cảnh, không phải là thứ mà chảm trần có thể so. Ngay cả tứ chảm cũng chỉ có thể né tránh, không theo kịp. Lão thất phu, ngươi đang gây tai họa cho Hàn gia. Ta sớm muộn cũng sẽ tới tìm Hàn gia ngươi tính sổ. Lăng Hàn vứt lại một câu rồi nắm nữ hoàng trốn vào trong hắc tháp. Siêu cấp vô địch độn, diêu. Hai người lập tức biến mất, ầm ầm. Một trưởng của Hàn Hồng Phi đánh tới hoàn toàn đập hụt, mà vốn tổ miếu chỉ bị hủy một nửa dưới một kích này lại hoàn toàn tan rã. Đây chính là cường giả phân hồn. Khóe miệng Đinh Diệu Long co giật, hắn chỉ cảm thấy liệt tổ liệt tông nhất định sẽ leo lên mộ rồi tìm hắn tính sổ. Tìm kiếm tung tích của Lăng Hàn và nữ hoàng đương nhiên không được, thất bại hoàn toàn. Chuyện này khiến cho Lăng Hàn biết rõ, ít nhất cường giả phân hồn cảnh còn chưa có tư cách phát hiện ra hắc tháp, lôi hỏa đại đế cũng không có phản ứng gì với hắc tháp. Như vậy con đường an toàn này có thể giữ tới tiên phủ cảnh nha. Nếu NVKH gặp được cường giả thăng nguyên thì phải thận trọng, dù sao tiên vương nhất định có thể phát hiện ra sự tồn tại của hắc tháp. Đây là chuyện tiểu tháp 5 lần 7 lượt sẵn dò hắn. Hàn Hồng Phi hết sức tức giận, đường đường là lão tổ dương hồn ra tay, không ngờ lại tay không mà về. Hắn không chỉ muốn bắt Lăng Hàn, dùng chính uy nghiêm của Hàn gia đoạt cơ duyên trên người Lăng Hàn. Đây cực có khả năng là công pháp tiên vú uông. Nếu không phải Hàn gia không muốn để cho người ta chú ý, kỳ thực bọn hắn còn muốn phái ra một vị cường giả tiên phủ tới. Cuối cùng Hàn Hồng Phi lại nhìn thấy nữ hoàng. Sau khi nhìn thấy cũng thực sự động tâm, mỹ nhân tuyệt sắc như vậy quả thực khiến cho tim hắn đập thình thịch, hoàn toàn không kiềm chế được. Đáng tiếc tất cả nguyện vọng của hắn đều thất bại, không có biện pháp tìm thấy người, thực lực của hắn cho dù có thông thiên tới đâu cũng là vô dụng. Các bạn đang nghe chuyện Thần Đạo Đan Tôn tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Thần Đạo Đan Tôn chương 1895, đại, hắc cẩu mời. Hắn chưa từ bỏ ý định đào ba tấc đất, hắn tuyệt đối không tin Lăng Hàn có năng triển khai bí pháp di chuyển không gian trước mắt hắn như vậy. Như vậy, tổ miếu Đinh gia triệt để xong đời. Vốn tổ miếu còn có thể trùng kiến, bày linh vị lại. Như vậy 18 năm sau vẫn là một trang hảo hán. Thế nhưng tình huống bây giờ 9S Lab Hàn Hồng Phi muốn đem mỗi một mảnh gạch ngói đều luyện hóa thành hư vô. Hắn lo lắng thần khí không gian của Lăng Hàn nhỏ vô cùng, muốn vàng thau lẫn lộn chạy trốn. Đinh Diệu Long trắng mặt, nhìn từng linh vị tổ tiên Đinh gia bị mạnh mẽ luyện hóa mất, trong lòng hắn như nhỏ máu. Liệt tổ liệt tông, hắn không dám ngăn cản, chỉ có thể hận Lăng Hàn tới tận xương tủy. Đồng thời còn âm thầm thề, nếu như có cơ hội, hắn nhất định sẽ băm vằm Lăng Hàn thành vạn đoạn. Hàn Hồng Phi chẳng những luyện hóa tất cả mọi thứ trên mặt đất một lần, sau đó thậm chí còn cạo đi một tầng mặt đất, mãi tới khi trên mặt đất có nước ngầm chảy ra. Hắn đem tổ miếu Đinh ra hóa thành một hồ nước, sau đó mới bất đắc dĩ buông tha. Thực sự không tìm thấy tiểu tử kia, chẳng lẽ thực sự dùng bí pháp không gian nào đó? Bí pháp tiên vương, hít, hắn lập tức biến sắc, sau đó lộ ra vẻ đỏ mắt. Lăng Hàn kém hắn trọn vẹn một đại cảnh giới, bốn tiểu cảnh giới, thực lực sai biệt như vậy,
quả thực lớn tới mức không cách nào hình dung được. Thế nhưng lại vẫn giấu giếm được hắn. Bí thuật như vậy thực sự quá trâu bò. Nếu như hắn đạt được, chẳng phải đối mặt với cường giả tiên phủ cảnh cũng không cần phải sợ hãi sao? Hàn Hồng Phi chưa từ bỏ ý định, hắn ở lại Đinh gia. Dù sao thọ nguyên của tiên nhân vô hạn, hoàn toàn có thể tiêu hao được. Hắn đánh cuộc, có lẽ Lăng Hàn đang ở gần nơi này. Bởi vì quả thực hắn không có cảm nhận được bất kỳ không gian chấn động nào. Có lẽ Lăng Hàn chỉ tạm thời tiến vào dị không gian, khiến cho hắn không có cách nào phát hiện ra mà thôi. Có Hàn Hồng Phi tọa chấn, hai nhà Đoạn, Long đương nhiên không dám động binh với Đinh gia, làm khó dễ chuyện Vạn Quỷ Linh. Bất quá bọn hắn lập tức phái người đi bẩm báo Hắc Nguyệt giáo. Thậm chí nếu như Hắc Nguyệt giáo không nhúng tay vào được thì bọn hắn sẽ tiếp tục bẩm lên trên. Tà khí như vậy tuyệt đối không thể để cho nó xuất hiện. Lăng Hàn ở trong Hắc Tháp vài ngày rồi lặng lẽ rời đi. Hắn cố gắng áp chế khí tức, ngay cả cường giả dương hồn cũng rất khó phát hiện ra hắn. Trừ phi là dùng mắt thường vừa vặn nhìn thấy, khoảng cách quá gần. Tiểu Hàn tử, đi với cẩu ra. Chỉ là Lăng Hàn vừa mới xuất hiện không được bao lâu thì đại hắc cẩu không biết từ nơi nào đi ra, người nhảy lên trên vai Lăng Hàn, bộ dáng như là huynh đệ vậy. Mũi chó quả nhiên rất tinh, nhưng mà Lăng Hàn lại sinh lòng cảnh giác, bởi vì đại hắc cẩu này rất xảo trá, ngàn vạn lần không được tin tưởng nó nhiệt tình như vậy. Bằng không sẽ bị nó bán mà còn kiếm tiền cho nó. Sao? Hắn thuận miệng nói. Cẩu ra phát hiện một di tích cổ, bên trong có vài gốc tiên dược. Thế nào? Có hứng thú đi với cẩu ra một lần hay không? Đại hắc cẩu hỏi. Lăng Hàn vô cùng hoài nghi nói. Có chuyện tốt như vậy ngươi không nuốt một mình sao? Ngươi coi cẩu ra là ai chứ? Đại hắc cẩu ra vẻ ủy khuất, tức giận. Uổng công cẩu ra nghĩ tới ngươi đầu tiên, ngươi lại hoài nghi cẩu ra như vậy. Coi như mắt chó của cẩu ra đã mù, tin sai người lòng lang dạ soi như ngươi. Ta nhổ vào. Lăng Hàn vô cùng xem thường, nói, biểu lộ của ngươi khoa trương như vậy càng khiến cho ta cảm thấy khả nghi. Đại hắc cẩu lập tức im bặt, giơ móng vuốt gãi gãi bụng, cười nói, không ngờ lại bị ngươi phát hiện nhanh như vậy, về sau cẩu ra muốn gạt ngươi, độ khó cao hơn không ít nha. Nó nâng cái miệng chó của mình lên, như vậy không thể, được a? À? Lăng Hàn lập tức đạp ra một cước, đầu chó hoang này thực sự là đáng giận. Được rồi, tiểu tử. Trong di tích cổ kia có chút nguy hiểm. Cẩu gia muốn ngươi tới canh gác, làm tay chân cho cẩu gia. Đại hắc cẩu nhảy ra, rốt cuộc cũng nói ra sự thực. Vẻ mặt Lăng Hàn vô cùng hoài nghi, đại hắc cẩu tuyệt đối không thể nào nói thật nhanh như vậy. Bất quá tuy rằng đại hắc cẩu ti tiện, nhưng mà dường như còn chưa từng hại hắn bao giờ. Đi, vậy thì đi. Lăng Hàn gật đầu, nếu như có được tiên dược trợ giúp, tu vi của hắn sẽ tăng lên nhanh hơn. Nếu như có thể rảo bước lên nhị trảm, như vậy Đinh gia trừ Đinh Diệu Long ra, không ai có thể cản hắn, đều bị hắn chém rụng. Ngay cả chống lại Đinh Diệu Long hắn cũng sẽ không giống như trước nữa, chỉ có phần trốn tránh. Dù sao cũng có thể trả một hai chiêu nha. Ta đã biết rõ trong lòng tiểu tử ngươi là một tặc nhân mà, nhất định sẽ gật đầu. Đại hắc cẩu cười nói. Một người một chó đi vào trong rừng rậm, đại hắc cẩu lấy ra từng khối thần thiết loay hoay trên mặt đất. Bộ dáng như xây thành một tòa tế đàn vậy. Đây không phải là thần thiết mà là chuẩn tiên kim. Lăng Hàn không khỏi đỏ mắt, quả thực hắn muốn nhặt thêm mấy khối. Hắn cũng không quan tâm là chuẩn tiên kim mấy tinh. Chỉ cần có thể để cho tiên ma kiếm thôn phệ là được rồi. Chỉ là hắn cũng có chút kỳ quái, cho nên mới hỏi. Tiểu Hắc, không phải chúng ta đi di tích cổ gì sao? Ta nhổ vào, bằng vào hai cái đùi của ngươi muốn chạy tới khi nào? Cho dù bổn tọa có thể tùy ý xuyên qua không gian, nhưng mà không có 10 ngày nửa tháng cũng đừng mơ tới. Đại hắc cẩu xem thường, nói, tiểu tử ngươi không hiểu rồi. Cẩu gia đang xây dựng truyền tống trận. Lăng Hàn kỳ quái hỏi, không ngờ ngươi lại còn biết bố trí trận pháp sao? Đó là đương nhiên, năm đó bổn tọa. Ồ, đại hắc cẩu dừng móng vuốt lại gãi, gãi mông. Bổn tọa năm đó thế nào nhỉ? Thật kỳ quái. Giống như bổn tọa thiếu một đám lớn trí nhớ. Lăng Hàn tràn ngập đồng cảm, địa vị của đại hắc cẩu tuyệt đối là bất phàm. Lúc trước khi nó vẫn là sáng thế cảnh là có thể cắn được tứ trảm lão tổ, tuy rằng không thể cắn tới tổn thương,
nhưng mà có thể cắn được mông cũng là chuyện vô cùng kỳ lạ rồi. Lăng Hàn là yêu nghiệt a, thế nhưng muốn hắn không có chút tiếng động nào tới gần một vị tứ trảm lão tổ rồi ra tay. Như vậy đừng nói là sáng thế cảnh không được, mà ngay cả hiện tại muốn hắn làm vậy cũng không được. À, cẩu gia nghĩ không ra. Đại Hắc Cẩu phát điên một hồi, đột nhiên lại nở nụ cười rất đê tiện. Các bạn vừa nghe xong tập 189 của bộ truyện Thần Đạo Đan Tôn tại thư viện sách nói miễn phí. truyệnđọcviệt.com. Mọi ý kiến góp ý xin vui lòng cho mình biết ở dưới phần bình luận video này. Và các bạn đừng quên nhấn like và theo dõi để giúp kênh phát triển nhé. Xin cảm ơn.